Hôm nay mình quay cho mọi người xem cây bồ kết tây mà mọc dại bên đường. Ở bên này rất là nhiều. Nhìn quả to. Không tin nổi. Hôm mình có lấy về để nướng thử. Mùi bồ kết thơm lừng. Ai mà có nhu cầu bồ kết khô dùng, inbox cho mình. Hàng mình tặng không lấy tiền đâu.